Cảnh báo, video này có những từ ngữ không phù hợp với trẻ em và cũng có rất nhiều từ chửi thề, có thể gây đả kích và khó chịu với người khác. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin nói về cảm xúc của mình sau khi 2 tuần đi học, nó cảm thấy như nào. Ok, khi cái ngày đầu tiên mình bước vào lớp 7 thì đấy, thì có mấy cái đứa bạn, uầy, bọn nó không giỏi thế, kiểu bọn nó học rất là giỏi, không giỏi hơn mình. Và mình cảm thấy rất là kiểu ghen ý. Nó học giỏi thật là hơn cả mình, oh my god. Kiểu ngày xưa bọn nó không học giỏi bằng, không học bằng mình, mà bây giờ tại sao nó lại như thế? Cái thể loại mình rất là ghét là kiểu đi so sánh người khác, kiểu là có cái thằng ở lớp mình nó bảo là khi mà mình hát cái gì mà nó liên quan tiếng Anh ấy, nó cứ bảo mình là mày ngu tiếng Anh mà sao mày cứ thích hát tiếng Anh làm cái điếu gì đấy. Mình cảm thấy là kiểu bị xúc phạm ấy. Sau mình đã nói một câu là bố mày thích thì làm sao đấy, nói thế là ok rồi. Hoặc là nếu những cái bạn nào ấy như kiểu là bị xúc phạm ấy, kiểu là tức quá ấy, thôi cứ kìm nén đi, cứ kiểu là kiềm chế đấy, đừng có để bộc lộ ra xong rồi đấm một kiểu giống Good Boy Gamer này, đừng có đấm nữa lại. Thôi nó đấm 3 phát mình thôi, cứ mặc kệ nó, xong rồi tí lên bảo cô là nó ăn nhiều phát hơn. Thà là biết là nó bị ăn, tuy là hình phạt nó không nặng thì thôi đành cố chịu thôi. Trường học có thế mà, trường học mình nhớ không nhầm có 3 yếu tố, đó là một là học sinh ngoan, 2 là học sinh dốt, 3 là mấy bọn bạo lực này, đầu gấu này. Bạo lực đầu gấu. À, thêm một cái nữa là 4 là trẻ trâu. Oh my god, trẻ trâu everywhere. Mình có thể nói là trẻ trâu ấy là như kiểu là mấy cái bọn mà giống trong lớp mình ấy, kiểu là nó toàn nói về Minecraft ấy, what the fuck. Chúng mày không thể nói những cái điều khác ngoài Minecraft à? Cứ nói thế. Mình có thể nói, mình tưởng tượng nó nói suốt ngày. Các bạn hiểu, suốt ngày ấy. Oh my god. Và mấy cái bọn mà chuyên đi so sánh người khác, mình đang quen cái đấy. Mấy cái bọn chuyên so sánh bảo mình học ngu hay không, hoặc và cái đứa ngồi cạnh mình nó cũng bảo là mày học ngu như thế thì học làm cái gì. Ơ cái gì, mình, gia đình mình đã đóng tiền vào trường này để học, ok thì mình học, thì mình thích thì mình học, ok thế thôi. Đầu gấu ấy thì mình khuyên, nếu muốn thì kiểu là làm cho mình, mấy cái bọn đầu gấu thì thường có vẻ là khi mà trước mấy cái đàn anh em của nó ấy thì kiểu nó cứ kiểu kiểu là làm cho mình là chất chơi như thằng người rơi ấy, nhưng mà đéo ra cái gì đâu. Mình thề có cái bọn đầu gấu là bọn nó đầu gấu ấy, như là con gấu thật ấy, kiểu hút rượu cần cái này nọ đủ loại luôn. Ok, trên báo chí này kiểu là tự dưng người ta đang bán quần áo lao vào cái fan. Ok, và mình muốn nói thêm mấy loại kiểu học sinh nữa. Kiểu bạn bè thứ nhất là mời đến nhà rồi
thì mời đến nhà thì làm tiểu tiệc là đấy, mới nhà phát nó tranh hết đồ ăn, nó ăn hết mẹ luôn, thật là tuyệt vời làm sao đấy. Cậu bạn bè thứ hai là mình đang kiểu là hay đi cướp đồ dùng người khác ấy, cảm thấy rất là khó chịu. Vào những cái hôm mà có tiết thể dục ấy, mình có quả bóng tennis mà, thì mình để bên ngoài đấy. Thế là tự dưng lúc mình xong ra chơi xong cái, thế là mất mẹ quả bóng tennis luôn, tuyệt của mẹ nó vời. Feeling about this. Ok, kiểu thứ ba là tự tiện đi lấy đồ người khác, kiểu là như kiểu tự tiện mượn ấy, không xin phép ấy, không xin phép bảo ê cho tôi mượn, nhưng mà khi mà người ta nói không ấy thì vẫn lấy. Wow, thật là không hiểu cái xã hội nó đang như thế nào, chỉ muốn nói thế. Thế là mình ví dụ ấy, người ta đang đi vệ sinh tự dưng đạp nát cửa người ta ra, xong rồi vào lấy giấy vệ sinh bảo ê cho tao mượn này nhá, mặt cứ kiểu là đơ đơ ấy đấy. Hoặc là nhà người ta đang ăn tự dưng bạn vào bạn đấy, vào vào mở cửa ra không xin phép vào nhà hay cái gì hết, lấy hết thức ăn xong rồi chạy về nhà thế thôi. Wow, cái kiểu đấy chắc hiếm có. Thế một kiểu thể loại chuyên nói dối, bịp tiền quỵt tiền chém gió các kiểu, bảo mình thông minh như nào. Có mấy cái bọn đấy cũng chơi game như mình ở lớp mình đấy, kiểu bảo là nó bảo solo với mình, nó bảo bố mày, nó bảo bố mày sẽ hành mày xong rồi cái này cái nọ trong liên minh. Rồi xong khoảng sau khi 1v1 nó xong mình thắng nó, mà thế nó chửi mình, nó bảo con gà xong rồi cái này cái nọ đấy, chửi đứng giữa quán net chửi từ fuck thì chứ đấy. Mấy cái bọn nó gọi là trẻ trâu, nó bạn phải hiểu là trẻ nó vẫn là còn trẻ mà, nó trâu thì duyên chuyên đi kéo, chuyên đi húc người giống lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn ấy. Ừ, cái con trâu ấy nó chính là trẻ trâu, nó húc cái ông chủ ấy, người đã nuôi nấng nó, nuôi nó đúng không, quá nguy hiểm. Mà thôi mình chỉ nói ở đây thôi, và video này mình cũng không muốn đả kích hay là làm cái kiểu là điên rồ thái quá lên, thế thôi nhé.